dân TV xin kính chào các quý đồng nghiệp và các bạn nha. Hôm nay mình lại một lần nữa có dịp quay lại chùa Hội Khánh và mình tiếp tục review cái ngôi chùa có tượng Phật nằm trên mái nhà lớn nhất Đông Nam Á đó các bạn. Ở sách kỷ lục Việt Nam mình cũng đã có ghi. Bây giờ mình sẽ đi quay cái tượng Phật to nằm trên mái nhà cho mọi người và các bạn cùng theo dõi nha. Mời các bạn theo chân mình sẽ review cái tượng Phật cho mọi người xem. Như các clip trước mình cũng đã review rồi, nhưng mà review một số cảnh tượng trưng vòng vòng khuôn viên trong chùa. Hôm nay mình sẽ quay riêng một cái clip để quay về tượng Phật nhập niết bàn nằm trên mái nhà. Hổm thì cái tượng Phật chưa có sơn lại đó mọi người, cho nên nhìn rất là tối. Bữa nay nhà chùa có sơn lại, nhìn nó sáng màu hơn, rất là đẹp. Cho nên mình muốn review lại một lần nữa cho các bạn và mọi người cùng chiêm ngưỡng cái bức tượng nó to đến cỡ nào. Ok, không làm mất thời gian của mọi người phải theo chân mình nha. Và đây là bức tượng sau vài tháng mình đã quay trở lại thì bây giờ người ta đã trùng tu cái sơn, cái màu rất là đẹp đó mọi người. Thì mình phải quay từ từ cho mọi người cùng xem. Mình quay khu vực khu dưới, chút xíu nữa mình sẽ lên. Ở đây có cái đường lên nè mọi người. Đây. Ngày thường mặc dù trời nắng thôi nhưng cũng có rất đông Phật tử khắp nơi để về đây để bái lại cái bức tượng Phật nằm khổng lồ trên mái nhà này. Thì mình sẽ đi lui xa lại một tí để mình ghi review cận cảnh cho các bạn xem. Ở trong kia mấy thầy đang tụng kinh cho nên mình sẽ không có vô trống, mình sẽ quay vòng vòng lại cho mọi người xem. Đây là mình zoom gần lại cho mọi người coi. Rất là to. Bên đây thì có cái tượng Phật Mẹ Quan Âm Bồ Tát. Cái tay mình hơi rung hơi lắc nên mọi người thông cảm. Tại mình vừa nói chuyện với nhịp tim mình đập hơi nhanh nên nó hơi rung lắc chút xíu. Bên đây thờ Đức Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đây mọi người nhìn thấy nè. Đó, hai bên tả hữu. Bên tả thì thờ một cái pho tượng là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bên trái là Quan Âm Bồ Tát. Mình hồi nãy mình có review cho mọi người xem cái bức tượng bên Quan Âm Bồ Tát. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi lên trên để mình review lại cái cận cảnh hơn cái tượng Phật nằm trên đó cho mọi người xem. Mình lên trên cao mình quay xuống cho mọi người cùng xem. Này, trước cái quảng trường này để thường người ta thường hay làm lễ cho nên không có cây cối gì, nó hơi nắng. Vòng vòng thì ngoài xa hơn thì có cây rất là mát. Bên đó có cây ghi sa cây, cái bồ đề, lỗi mọi người, cái bồ đề rất là to. Xíu mình sẽ qua bảnh quay cái bồ đề cho mọi người xem. Bây giờ mình sẽ lên quay cận cảnh tượng Phật nằm cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nha. Hello đi. Bây giờ mình sẽ đi lên trên nha mọi người. Đây có một thang nè. Xin đừng bước tại đây. Xin dừng bước. Ok, mình sẽ bỏ dép đây. Đi chân không lên nha mọi người. Hiện giờ thì trời nắng nhưng mà từ cái bức tượng đây chưa mấy cái đường đi nó cũng hơi nóng. Mới bước mấy bước chân dưới mình tưởng là nó mát, rồi bước lên đây thấy nó nóng mọi người. Bây giờ mình lên gần đây mọi người, gần hơn một tiếng. Bức tượng rất là to. Tôi nói các thầy đang làm lễ tụng kinh.
nghe thấy tiếng động kinh không? Mình đi dài dài lên cho mọi người cùng xem nha. Đây người ta cũng ít khi mở cửa, đây có cửa gầu để đi gần hơn nữa của bức tượng Phật nằm, nhưng mà bữa nay người ta không có mở cho nên mình cũng không có vô trong được. Vô trong cũng không quay được, tại mình ở dưới chân này là nhìn nó nhỏ lắm mọi người. Đây, đằng kia là cái chân của ổng, chân của Đức Phật. Mình không có vô được, đây đã có cổng gầu nè mọi người, mình không có vô được. Mình sẽ quay ngược lại trên cho nhìn xuống cho mọi người xem. Trên này nhìn xuống rất là cao nha mọi người. Xa xa bên đó có cái tòa tháp. Thấy mọi người thấy không, cái tòa tháp. Tòa tháp thì cái những video trước thì mình cũng đã có review cái tòa tháp bên đó rồi. Tòa tháp bên đó là để cho càng cao thì để cho các mỗi cái hài cốt của mấy người quá cố là gửi vô đây á, tôi quy tập về một cái tháp. Mình sẽ quay ngược về bên đây cho mọi người cùng xem. Nay trời hơi nắng nha mọi người, với không có mở cổng rào cho nên mình không có đi vô trong được. Đây, mình cũng không muốn phá rào vô làm gì. Người ta cố tình đã rào này, dĩ nhiên người ta không cho mình vô thôi. Nhưng mà mình sẽ đi dài xuống và đi quay cái cảnh ở dưới nhìn lên nó xa cho mọi người cùng xem nha. Ok, đi thôi. Đây là ba bức tượng Phật ban đêm, người ta mở đèn đẹp lắm mọi người, nhưng mà mình hôm nay mình đi bằng ngày cho nên nhìn không có được đẹp lắm. Đây Phật thường hay trên những đóa hoa sen. Ok, đây là cái cảnh từ ngoài đi vô nha mọi người. Mình bắt đầu ở ngoài đi vô cho nó nhìn thấy cái bức tượng nó to nó chỗ nào. Đây mọi người đang đi vô vái lại rất là nhiều. Cho mình đi nên camera nó hơi lắc nha mọi người, thông cảm nha. Mình thấy bức tượng từ từ hiện ra rất là to. Đây như đó cách xa hơn 100 mét đó mọi người. Mình sẽ chọn một cái góc nào đó mát mát mình đứng mình quay cho mọi người xem. Đây mọi người thấy không? Quá cao rồi. Quý Phật tử cũng đang vô ra thường xuyên, người vô cái ra không có đông như những ngày rằm. Đây là gửi xe, bên đây có điểm khám bệnh từ thiện cho người cao tuổi. Bên đây cũng có anh đang tự sướng đó mọi người. Nhé, bên xem là chạy. Nên trời hơi nắng cho nên nhìn không có được rõ. Bé nó nói tượng Phật bên đây to hơn. Đây. Nhìn kỹ nha mọi người, mình phóng gần cho mọi người xem. Đây do người ta đang xây cất sửa chữa vậy đó mọi người, cho nên mình sẽ đi vòng ở sau để cho mọi người cùng xem.
Nên do nhà chùa đang mở rộng ra thêm cho nên ta đang xây dựng cho nên nó có nhiều tiếng ồn nha mọi người. Đây có chiếc cuốc, một chiếc xe cuốc, một chiếc xe lu. Đây là phía bên trái của ngôi chùa, đây người ta đang xây dựng ra thêm, không biết xây bên đây để thêm là cái chánh điện hay là cái gì bên đây, mình chưa có biết. Mình sẽ đi vòng qua trước cho mọi người xem. Hôm nay gió rất là mát mọi người. Hơi tối, cảnh này hơi tối. Video hôm nay mình xin kết thúc ở đây nha mọi người. Mình có ít phút để review cho mọi người cái bức tượng Phật Thích Ca nằm to nhất trên mái nhà ở Đông Nam Á, lớn nhất Đông Nam Á mọi người. Mong mọi người thấy hay, nhớ like hoặc đăng ký kênh Nông Dân TV để kênh Nông Dân TV ngày một phát triển. Rất biết ơn sự đóng góp nhiệt tình của quý vị đã dành tặng yêu thương cho kênh Nông Dân TV. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn và các anh em đồng nghiệp trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Chúc cho anh em đồng nghiệp ngày càng phát triển nha mọi người. Đây có rất nhiều các cô đang chuẩn bị vào là làm lễ cho nên mình không có quay vô trong được. Xin hẹn gặp lại với mọi người vào clip theo. Chào tạm biệt mọi người. Bây giờ mình tiếp tục quay cái clip khác nha mọi người. Bye bye.